Thưa quý vị khán giả, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cúp Biquase chính thức khởi động bằng buổi họp báo giới thiệu về giải. Chi tiết về sự kiện này sẽ mở đầu bản tin thể thao 24 giờ hôm nay. Mời quý vị khán giả bắt đầu theo dõi. Tháng 3, đất thủ Bình Dương sẽ sôi động khi chào đón các bóng hồng xe đạp về dự tranh giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 13 năm 2023 Cúp Biquase. Giải do Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương cùng với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp tổ chức, chính thức khai mạc vào sáng 8 tháng 3 tại thành phố mới Bình Dương với sự tham dự của gần 100 tay đua thuộc 11 đội nữ mạnh trong toàn quốc và 7 đội đua quốc tế đến từ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Kazakhstan, Đài Loan và Singapore. Các tay đua nữ sẽ thi đấu 10 chặng với tổng cự ly dài 1.101 km đi qua các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và về đích tại thành phố Thủ Dầu Một vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cái chất lượng mà cái chuyên môn của giải BBC bây giờ trở thành là thương hiệu của các đội cò trong nước cũng như quốc tế tham gia, về cái độ khó, về cái cung đường đèo và cái số chặng là nó rất là nhiều, như thế 10 ngày. Cho nên những cái đội mà tham gia mà tham biêu xe thì người ta chuẩn bị rất là kỹ, tập huấn với cung đường và biêu xe tổ chức thì ít nhất phải từ 3 tháng thì là tích tụ cái năng lượng rồi cái thể lực về cái chuyên môn thì mới đáp ứng được hoàn thành được cái cung đường mà biêu xe tổ chức. Cho nên những vận động viên nước ngoài mà tham gia cái giải biêu xe chúng ta thì đa số các đội cũng tuyển chọn những vận động viên tốt nhất là của các nước mà ta tham gia. Sau hai mùa giải trước không tham dự do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm nay sự trở lại của 7 đội khách mời quốc tế hứa hẹn cuộc tranh chấp các danh hiệu áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi, áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc, áo hồng Miss Biquase. Cúp vô địch đồng đội sẽ vô cùng hấp dẫn và quyết liệt. Nếu đánh giá về các đội quốc tế thì hiện tại Thái Lan đang là đội mạnh nhất. Họ mang sang đúng là một dàn của đội tuyển quốc gia và gồm là những vận động viên có khả năng tranh chấp nhất. Bây giờ họ đang chuẩn bị cho cái vé đi Olympic năm nay. Thì toàn bộ hai vận động viên chủ lực là Somrat và Jutatip đều tham dự và họ sẽ cạnh tranh cả áo vàng lẫn áo xanh ở cái giải đấu năm nay. Thế còn lại các đội khác thì cũng đều có những vận động viên tốt cả. Cũng có những vận động viên đều đang là nằm trong bảng xếp hạng của thế giới, có điểm thưởng thế giới, chứng tỏ họ đều có sự chuẩn bị tốt. Thế còn đối với các đội vận động viên của đội Việt Nam thì chúng ta biết là đánh giá cao nhất chúng ta vẫn đánh giá đội An Giang. Vì dù gì thì đây cũng là một dàn vận động viên gần như là đội tuyển quốc gia. Thì họ sẽ có khả năng cạnh tranh. Nhưng vẫn có thể là Nguyễn Thị Thật có thể sẽ không tham dự được. Nhưng mà với những vận động viên như Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, hay là Lâm Thị Kim Ngân và Trần Thị Thu Trang, những vận động viên có kinh nghiệm và cũng phải nói là rất quen thuộc với cái đường đua của BioXe rồi thì họ sẽ có sự chuẩn bị tốt và họ sẽ cố gắng. Và họ cũng sẽ có sự hỗ trợ của đội 2 nữa. Và một đội nữa của bên Việt Nam chúng ta đánh giá cao, tất nhiên đó là đội chủ nhà. Đội chủ nhà thì ngoài Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh thì chúng ta lại có thêm sự góp mặt của hai vận động viên của Nhật Bản. Trong đó thì cũng có vận động viên đang xếp có như là thứ tư của châu Á trong bảng xếp hạng đường trường nữ. Thì đây cũng là những cái độ ẩn số và có thể nói là đội chủ nhà nếu vẫn cạnh tranh với áo xanh thì hơi khó, nhưng cạnh tranh với áo vàng cũng như là thưởng vua leo núi thì nữ hoàng leo núi thì đội chủ nhà BioXe sẽ là đội được đánh giá cao. Qua 12 năm duy trì và nâng tầm quy mô chất lượng sân chơi Biquase Cup đã tạo cơ hội cho các tay đua trong nước được thi đấu cọ sát với các đội đua quốc tế để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm nay giải còn là dịp để đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam rà soát tuyển chọn lực lượng chuẩn bị SEA Games 32 tại Campuchia vào tháng 5 tới đây.